Chào các bác nhá, hôm nay em sẽ giới thiệu và cập nhật cho các bác tình hình ưu đãi của dòng xe Mitsubishi Triton 4x2 AT Mivec với cái phiên bản Triton bản 1 cầu số tự động này. Thì xe sẽ có mức giá là 630 triệu, hiện tại đang có ưu đãi 20 triệu và tặng nắp thùng theo xe trị giá từ 20 đến 23 triệu hoặc là 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Đấy. Với cái dòng Mitsubishi Triton, đây là phiên bản 1 cầu số tự động. Xe sẽ sử dụng động cơ 2.4 máy dầu nhé. Đây là động cơ Mivec cho công suất cực đại là 181 mã lực tại 3.500 vòng và momen xoắn cực đại là 430 Nm tại 2.500. Với cái phiên bản Mitsubishi Triton bản 1 cầu số tự động 2.4 này thì xe sẽ trang bị cho anh em là cụm đèn. Xe sẽ có cái cụm đèn phía trước sẽ là đèn halogen nhé. Hệ thống đèn phía trước sẽ là đèn halogen. Bản này thì sẽ có kích thước tổng thể chiều dài là 5m3, chiều rộng là 1m8 và chiều cao 1m79. Thiết kế của xe sẽ là theo cái ngôn ngữ thiết kế là Dynamic Hue. Với cái màu sắc thì xe sẽ có 6 màu lựa chọn: màu trắng, màu xám, màu cam, màu bạc, màu nâu và màu đen. Đấy. Phiên bản này thì anh em sẽ được trang bị là một cái bộ mâm, đó là mâm 17 inch. Đấy. Đây, phiên bản này thì giá niêm yết là 630 nhé. Hiện tại thì anh em sẽ được hỗ trợ là 20 triệu tiền mặt. Và như cái thông tin được biết thì sắp tới từ 1 tháng 11 thì anh em sẽ được hỗ trợ thêm 50% thuế trước bạ nữa. Phiên bản này thì sẽ có trang bị là hệ thống là mâm 18 inch. Đấy, với phanh phía trước sẽ là phanh đĩa thông gió và phanh phía sau sẽ là phanh tang trống nhá. Hệ thống giảm xóc của cầu sau sẽ là hệ thống giảm xóc dạng nhíp. Đấy. Phanh phía trước là phanh đĩa với cái thiết kế la răng là dạng là 6 chấu nhá. Với phiên bản Triton ở đây là mình đang có là phiên bản là màu xám này. Màu xám này nhìn thì nó rất là sạch. Đấy. Ở đây thì cái phần anten của xe thì vẫn là anten dạng rút, dạng cột nhé. Đấy. Đấy. Mâm sau thì sẽ là sử dụng là phanh tang trống. Đấy. Cái cụm đèn sau thì thiết kế cũng rất là đẹp. Cụm đèn sau thì nó bằng cái giải các cái cụm đèn LED nhìn nó xếp lên nhau cũng rất là thể thao. Đấy. Phiên bản này thì có hỗ trợ là cái hệ thống là an toàn camera lùi. Đấy. Đấy, phần cốp sau, cái phần thùng sau thì anh em sẽ có là lót thùng bằng nhựa luôn. Về nội thất thì phiên bản này sẽ có nội thất mà màu đen và ghế sẽ là ghế nỉ nhé. Đấy. Phiên bản này thì sẽ có trang bị là ghế nỉ cho anh em. 5 chỗ nhé, đây là dòng bán tải 5 chỗ. Đáng tiếc một chút là hàng ghế thứ hai thì hiện tại là xe cũng chưa được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Phía trước thì hàng ghế lái thì là ghế lái sẽ là chỉnh cơ cho anh em nhé. Đấy. Ghế lái sẽ là ghế lái chỉnh cơ. Đấy. Phiên bản này thì về an toàn thì anh em sẽ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phân bổ lực phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ cân bằng điện tử, chống lật, chống trơn trượt. Đấy. Vô lăng của xe sẽ là vô lăng thể thao 4 chấu này. Đấy. Có tích hợp các phím điều hướng kiểm soát hành trình. Với phiên bản này thì sẽ là hộp số tự động 6 cấp nhé. Đấy. Điều hòa thì là điều hòa chỉnh cơ, hai chiều nóng lạnh. Chìa khóa thì cũng là chìa khóa cơ anh em nhé. Phanh tay thì là phanh tay cơ. Nói chung là với mức giá loanh quanh khoảng hơn 600 triệu thôi thì đây là mức giá rất là hợp lý. Nếu mà các bác nào mà muốn chọn một chiếc xe bán tải thương hiệu Nhật này, uy tín và có cái độ bền cao cấp từ trước tới giờ. Đấy. Mitsubishi Triton với cái động cơ. Đây thì động cơ của Mitsubishi sẽ là động cơ máy dầu 2.4 với công nghệ động cơ Mivec cho cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt và cái độ bền bỉ rất là cao. Động cơ này thì là công suất cực đại là 181 mã lực tại 3.500 vòng nhé. Và mô men xoắn cực đại là 430 mã lực tại 2.500 vòng.